Chào mừng tất cả các bạn đang đến với Nudop Radio. Sống đơn giản cho mình thanh thản. Lần gần nhất bạn ngắm bình minh là khi nào? Lúc đó màu trời ra sao? Và bạn đã nghĩ gì? Lần gần đây nhất mà tôi ngắm bình minh là 2 ngày trước khi ngồi viết những dòng này. Dạo gần đây tôi đi ngủ sớm và dậy sớm hơn. Sớm hơn là so với bản thân ngày xưa. Những ngày mà 2-3 giờ sáng mới chợp mắt và lúc nào thức dậy thì mặt trời cũng đã ở tít trên cao. Nên tôi ít khi được ngắm bình minh như những ngày còn đi học ở Việt Nam. Không biết giờ đi học của các em Gen Z về sau có còn giống như lứa 8X của tôi không? Lớp mà học buổi sáng thì 7 giờ đã vào học. Trường cấp 2 và 3 của tôi đều tương đối xa nhà, nên thường tôi phải dậy từ lúc 6 giờ sáng hay có khi sớm hơn một tí. Năm cuối cấp lớp 12, tôi mới có cái điện thoại di động đơn giản, chỉ để nghe gọi và nhắn tin. Internet thời đó thì vẫn còn là một điều gì đó xa xỉ, nên thường nếu không phải thức khuya học bài kiểm tra, thì tôi sẽ đi ngủ sớm. Những năm ở Sài Gòn, tôi nhớ ra đường tầm 6 giờ rưỡi sáng là xe cộ đã đông đúc, mặt trời cũng đã chiếu sáng mọi nơi. Tôi vẫn còn nhớ như in mùi của những buổi sáng sớm ấy. Tôi có một sự nhạy cảm kỳ lạ với các mùi, nên ký ức về những buổi sáng sớm tới trường là mùi phở, bún bò Huế hay thịt nướng từ các quán bán cơm tấm buổi sáng trong những con hẻm nhỏ vòng vèo mà tôi đạp xe qua, hay cả những lần được chở đi học. Mùi sáng sớm ở phố thị có cả mùi khói xe khét lẹt, cả mùi thum thẩm khi chạy ngang một đống rác gần những chiếc cống thoát nước. Những ngày mưa ban sáng, tôi ngửi thấy mùi bùn từ đất xộc lên và cả mùi của sự tinh sạch từ những con đường được cột rửa. Ở Sài Gòn, người ta đi đâu để ngắm bình minh? Hồi còn nhỏ, lâu lâu tôi lại tự hỏi câu hỏi đó. Những ngôi nhà mặt phố san sát nhau đặc quánh, những tòa nhà cao tầng của sự đô thị hóa, dường như càng làm tôi rối rắm trong việc tìm câu trả lời cho bản thân. Cũng cùng lúc đó, tôi biết tới những chuyến đi xa, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né, Đà Nẵng, rồi xa hơn là Hồng Kông, Siem Reap. Mỗi lần đi là mỗi lần trong kế hoạch của tôi có một gạch đầu dòng cho việc ngắm bình minh. Có khi tôi thực hiện được nhờ sự lôi kéo nhau của tất cả đám bạn. Có khi sự ấm áp của cái giường sau một đêm trò chuyện hăng say bên lửa trại có sức quyến rũ không cưỡng lại được. Và cả bọn quyết định hy sinh việc ngắm bình minh ngày hôm đó để ngủ cho đã. Những chuyến đi của tôi càng lúc càng xa Sài Gòn. Trong hành trang mang theo, tôi lúc nào cũng có những kỷ niệm lúc đón bình minh với người này hay người khác. Tôi gom lại và phân loại những lần ngắm bình minh trên biển, những lần ngắm bình minh giữa rừng thông của cao nguyên lòng gió, những ký ức, những gương mặt người phân rõ, rồi có lúc tụ thành một khối. Có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cảm giác về hạnh phúc đã qua làm dậy lên sự nồng đượm của hạnh phúc hiện tại. Cảm giác về những biến động trong không gian sống dừng lại cùng với thời gian. Trong khoảnh khắc có khi ngắn ngủi đôi 10 phút đó,
sự an tĩnh như người bạn tin cậy. Có lúc lui về phía sau, nhường chỗ cho náo nhiệt, nhưng lúc tôi cần thì luôn xuất hiện đúng lúc và chưa bao giờ vắng mặt. Lần gần nhất tôi ngắm bình minh là lúc chạy trên đường cao tốc. Hoàng hôn trên đường cao tốc tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Màu trời kẹo bông gòn hay xám khói dần nhường chỗ cho màn đêm đặc quánh. Còn bình minh trên đường cao tốc khi chạy xe một mình là lần đầu tiên hơn 30 năm đời sống tôi để tâm nhìn ngắm. Trước khi sống ở đất nước này, khái niệm Đông Tây Nam Bắc với tôi thu nhỏ trong hình bản đồ thế giới và một ghi chú phương hướng. Nhiều năm trôi qua, tôi lái xe thành thạo nhưng vẫn mù mờ khi ai đó bảo từ điểm A đi theo hướng Tây sẽ tới thành phố B. Những con đường cao tốc, những lối rẽ lên xuống quen thuộc khiến tôi đi theo quán tính. Cho tới khi vầng thái dương ban đầu lười nhác giơ lên khuôn mặt mọc còn ngái ngủ ở phía xa, rồi từ từ biến đổi thành sự ngạo nghễ ban phát thứ ánh sáng đầu ngày cho dòng xe hối hả, thì mắt tôi lấp lánh và miệng cong lên tầng vành tai. Đường cao tốc này lúc nào cũng đi về hướng đông, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến là mình có thể thấy bình minh như thế này. Chưa bao giờ tôi cảm giác sự an tịnh có khi không cần phải tìm kiếm ở đâu xa. Một bình minh khắc sâu vào tâm tưởng, không cần phải là những chuyến đi lên rừng hay xuống biển nữa, mà ở ngay bên cạnh, vào đúng thời điểm đó. Nếu cần, tôi chỉ việc nhấn ga và chạy cùng mặt trời đón chào một ngày mới, vừa bình thường, vừa đặc biệt. Khi ngắm bình minh, bạn hay có cảm giác gì? Ngoài an tịnh, lúc nào tôi cũng thấy ấm áp và nhẹ lòng. Nhiều người thích bình minh vì nó biểu tượng cho sự khởi đầu. Khởi đầu một ngày mới mà chúng ta thường hy vọng là sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua. Sau những chuyến đi trong nhiều năm, mấy năm nay tôi loanh quanh ở nhà nhiều hơn vì lý do chủ quan và cả khách quan do đại dịch. Tôi thấy trải nghiệm bình minh của mình cũng chậm rãi và giản dị hơn. Đôi khi, trên những trang web du lịch, người ta khéo nhau về những nơi đón bình minh rực rỡ và hùng vĩ nhất. Tôi cũng háo hức ghi vào sổ tay những địa danh mình muốn đến và khám phá. Chỉ là bây giờ, trước những chuyến đi tiếp theo, tôi thấy mình học được cách trân trọng nhiều hơn những bình minh thường nhật. Như cách tôi khắc cốt ghi tâm hình ảnh bình minh trên cao tốc 2 ngày trước và trang trọng lưu giữ thước phim đó bên cạnh những bình minh trên phố cổ hay giữa mặt hồ mênh mông tích tắc. Bình minh thật ra lúc nào cũng vậy, chỉ có tôi mỗi ngày học thêm ít an tịnh từ khung cảnh đó và chấp nhận buông bỏ đi sự tối tăm như một thói quen cố chấp nhiều năm, từng chút một. Trong thời gian vừa qua, tôi nhận được sự thăm hỏi của rất nhiều người cho bệnh tình của mình. Tôi cảm ơn những tin nhắn động viên, những lời cầu nguyện phước lành mà các bạn đã dành cho tôi. Đôi khi chúng ta nghĩ trải nghiệm của mình là duy nhất, nhưng thật ra trải nghiệm của tôi về vấn đề sức khỏe hay cả việc ngắm bình minh chỉ là một cơn sóng hòa vào đại dương mênh mông cảm xúc và tâm trạng của nhân loại. Đôi khi trong những lúc mơ hồ, tôi sợ mình sẽ bị hòa tan, dù khi ca nhắn ca từng trải qua việc đau như tôi tới mức năm cấp 3 bạn phải mổ để cho kịp kỳ thi tốt nghiệp, thì tôi đã thấy mình không lẻ loi. Vấn đề của tôi không phải chỉ một mình tôi cảm nhận. Sự sợ hãi mất đi cái tôi duy nhất
nhiều khi buồn cười và ngớ ngẩn. Như việc một bình minh này so sánh vẻ đẹp của nó với một bình minh khác. Bình minh trên đường cao tốc, từ đây về sau, tôi biết chắc mình sẽ còn thấy thêm nhiều lần nữa. Nhưng mà mỗi lần tôi biết đều sẽ rất khác nhau. Từ màu trời, quang cảnh chung quanh, bốn mùa luân chuyển. Và cả tôi của khi đó, ít nhiều cũng sẽ khác tôi của bây giờ. Chỉ có một điều tôi mong mình sẽ giữ, là cảm giác biết ơn đời sống đẹp đẽ. Khi mỗi ngày tôi còn mở mắt, để háo hức chờ đợi bình minh lên, hay tiếc nuối vì bỏ lỡ, và hứa hẹn với bản thân, lần sau sẽ dậy sớm hơn nữa. Có những lần ngắm bình minh, tôi nghĩ tới những người đã không còn ngắm bình minh trên trần gian này nữa cùng mình. Tôi tự hỏi và hy vọng nơi họ đến, bình minh có khi giống hoàng hôn ở tinh cầu của hoàng tử bé, nơi mà chỉ cần xích ghế là sẽ thấy, có ngày thấy tới tận cả 43 lần. Trong những phút giây bình minh an tĩnh đó, tôi cho phép niềm nhớ và sự tiếc thương của mình vùng vẫy. Tôi cho phép mình ước mơ những bình minh của tương lai, nhưng không quên an trú trong bình minh của hiện tại. Và khi bình minh an tĩnh, tôi thấy mình tiếp tục bước đi, hít thở khí trời và nghêu ngao một câu xưa cũ. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.